Thành phần: nhân sâm, dịch nhảy ốc sên, tinh dầu oải hương, chiết xuất lá tía tô Hàn Quốc, chiết xuất lá trà xanh, chiết xuất lá cây ngân hạnh, tinh dầu chanh vàng, trà xanh vân vân. Với thiết kế hiện đại sang trọng, phần nắp lọ là một cái đầu cọ massage, giúp massage da mặt nhẹ nhàng thư giãn, đánh thức những sợi collagen dưới da hoạt động mạnh mẽ, giúp cho làn da săn chắc khỏe mạnh sạch sâu. Với chất sữa dệt lòng tạo bọt ẩm mịn, hương thơm thoang thoảng dễ chịu, nhẹ nhàng lấy đi hết những bụi bẩn bã nhờn dầu thừa trên da, giúp làn da sạch sẽ khô thoáng và không gây khô rát. Giúp làm sạch bụi bẩn và lớp trang điểm nằm sâu trong lỗ chân lông, xe khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm, dưỡng trắng da, chống oxy hóa, kháng khuẩn tự nhiên, chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng giúp làm sáng và điều hồ da, giúp lưu thông điều hòa khí huyết trên da, hỗ trợ làm mờ các vết sạm nám, tối màu trên bề mặt da, giúp da trắng sáng, đều màu và mịn màng hơn, tăng cường khả năng dưỡng ẩm, giảm mịn màng không gây khô rát, độ pH phù hợp với mọi loại da.